BL2.12 anh em nhá. Một kênh em đánh một quả súp kép TVK218 và một kênh còn lại thì em đánh đó là một cặp bát 30. Với những cục này thì đã thử cho anh em rồi, nó đánh được cả full đôi 40 anh em nhá. Full đôi 40 từ 220 con 100. Và hôm nay thử tạo cái áp lực để em đánh quả súp hơi bát 50 cũng từ 220 con 100 này để anh em cùng nghe. Ở đây thì ra sử dụng kênh 1 đánh súp anh em nhá. 2 full này. Và 1 đang sử dụng đánh súp. Rất căng luôn đấy anh em nhá. Ở đây thì kênh 1 anh em nhá. Ở đây em cắt cốt trên nâng tiếng. Đầu ra của full em chỉ dùng một rắc và đây là cổng ra của súp anh em nhá. Quá uy lực luôn. Đây. Úi giời. Anh em có thể thấy cửa đồ đạc đã có tiếng leng keng kêu rồi. Áp lực của nó đánh rất căng luôn. Đây. Đấy. Anh em có thể thấy cửa đã rung hết rồi. Đấy. Rất là khỏe luôn anh em nhé. Phun đôi con này thì em đã thử cho anh em nhiều rồi. Có video test trực tiếp thực tế cho anh em cùng thấy. Rồi đánh phun đôi từ 220 con 100. Đánh nhẹ và luôn trọn luôn phun đôi anh em nhé. Hôm nay thử luôn súp kép cho anh em luôn. Súp kép của bên em 218. Đấy. Rất uy lực luôn. Đây. Đánh nhật tiếng bát rất là lực luôn. Xuống sâu xòa Toshiba anh em nhé. Anh em nghe tiếng cửa rung hết rồi. Tiếng cửa bắt đầu rung hết rồi. Quá uy lực luôn anh em nhé. Quá là khỏe luôn với cái cục đẩy PL2.12 này. Quá kinh khủng đúng không ạ? Cắt cốt trên nâng tiếng anh em nhé. Cắt cốt trên nâng tiếng DAC233. Một con nâng tiếng giá rất là rẻ, 1.400.000 đồng thôi. Đấy. Quá là khỏe với con này. Giá của nó hiện tại chỉ với giá 7 triệu đồng trên một chiếc anh em nhé. 7 triệu đồng cho một cục đẩy rất là đẹp này. Lưới Acoustic PL2.12. Rất nhiều anh em đang phân vân băn khoăn nó đánh được full đôi, đánh được súp kép không. Thì video thực tế cho anh em có hết rồi. Đều đánh được full đôi, đều đánh được súp kép anh em nhé. Để anh em có thể lựa chọn. Giá của nó thì cực kỳ ưu đãi. Và với dòng này thì là 1.200W trên một kênh ở trên độ 8 ohm. Và cao hơn thì em có 1.300W con 1302S này. 1302S anh em nhá. Quá là mạnh mẽ anh em nhá. Đây. Đây. Úi xời. Anh em có thể thấy cửa nó rung hết rồi. Không chịu được, áp lực của nó quá mạnh mẽ luôn. Áp lực của nó quá là kinh khủng anh em nhá. 1.200W ở chế độ 8 ohm. Cục này thì anh em có thể vừa đánh full vừa đánh súp được. Nhưng với cục này thì em khuyên anh em là lên chơi full nó tiếng sẽ hay hơn. Còn nếu như chuyên súp thì anh em đánh cái cục đẩy 1302S này. Nó là cục đẩy chuyên để trị súp anh em nhé. Còn cục này thì nó chuyên là trị full. Và nhiều anh em đang thắc mắc là nó có đánh được full đôi, đánh được súp kép không. Thì em sẽ làm cái video cụ thể để anh em biết. Đánh được súp thì full đôi nó sẽ lốt trọn rồi. Và full đôi em đã có cái video thực tế cho anh em rồi. Anh em đi sâu sự kiện rồi. Đám cưới đã sử dụng để đánh trực tiếp đó là phun đôi rồi anh em nhé. Căng mát máy. Và anh em đợi chút em sẽ mở lại cái nội thất để anh em cùng chiêm ngưỡng cái cục đẩy lưới PL2.12 này để anh em cùng xem anh em nhé. Và sau khi đã tháo mở lại cái nội thất để anh em cùng xem anh em nhé. Cục đẩy lưới PL2.12 1.200W trên một kênh trên 8 ohm. Anh em đây có thể thấy sò ở đây nó sử dụng đó là sò Toshiba anh em nhé. Sò Toshiba và nó sử dụng đó là mạch Class H. Sò Toshiba và con này sử dụng rất nhiều sò anh em nhé. Sử dụng đến 52 sò. Cùng đếm với tất cả anh em luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 trên và 13 dưới là 26. 26 x 2 là 52 sò anh em nhé. Chưa tính các con kích, các con bù áp ở đây. Đấy. Sử dụng tất cả vào MOSFET hết. Nên là cái chất lượng của nó rất là ok. Và hàng này nó là hàng 5 vỉ mạch 1, 2, 3, 4, 5. Đầy đủ 5 vỉ mạch. Những hàng bãi thì rất hay sử dụng những cái dòng này anh em nhé. Vì chất âm nó hay và độ bền nó rất là cao. Độ bền rất là cao. Để anh em có thể sử dụng những cục đẩy PL2.12 này. Sử dụng rất là nhiều sò, 52 sò Toshiba anh em nhé. Và các con trở đều thẳng tắp tắp. Dây dẫn của nó thì buộc rất là gọn gàng. Ở đây anh em nhìn thấy tất cả các mối buộc rất là gọn gàng. Đâu ra đấy luôn anh em nhé. Đâu ra đấy luôn, rất là gọn gàng ở đây. Đấy, 8 tụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tụ lọc nguồn luôn. Anh em nhìn cái thiết kế của cái mên mạch
rất là chất. Và con này nó chạy rất là mát máy anh nhá. Bốn quạt gió luôn, bốn quạt gió, bốn góc luôn, thổi ra rất là mát. Nên anh em yên tâm, anh em sử dụng trong thời gian dài nó rất là mát máy luôn. Đấy, các mên mạch thì tản nhiệt màu đen này, mên màu xanh. Và linh kiện này sẽ là linh kiện cắm anh em nhá. Đây, hoàn toàn nó là linh kiện cắm. Nhiều anh em mà sợ đó là linh kiện dán, đây sử dụng linh kiện cắm cho anh em luôn. Đấy, linh kiện cắm, dễ dàng sửa chữa, dễ dàng thay thế. Anh em rất là thích cái dòng sử dụng linh kiện cắm này anh em nhá. Đấy, vì mên mạch xử lý riêng này. Đây, hai bên mỗi bo sẽ có một cái, mỗi bo công suất sẽ có một cái mên mạch xử lý riêng ở đây. Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy, rất là xịn sò đúng không? Mên mạch xử lý riêng rồi. Hàng vỉ mạch riêng ra cho anh em luôn. Đấy, dây dẫn keo bắn rất là chuẩn luôn, không có tí thừa nào anh em nhé, không có tí thừa nào, và rất là gọn gàng ở đây. Đấy, rất là gọn gàng. Đấy, hàng chuẩn, hàng chính hãng thì anh em yên tâm về cái chất lượng và cái độ bền của nó. Đấy, rất là ok luôn. Thì với sản phẩm này thì giá hiện tại của nó là 7 triệu đồng là chưa gồm phí ship anh em nhé. Anh em thì có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em qua số điện bên dưới. Xem video thì nhớ like, nhớ đăng ký kênh xem các video mới nhất. Và một cái nữa anh em cũng hay thắc mắc, đó là nguồn này nó sử dụng nguồn đồng hay nguồn nhôm. Thì lưu ý với tất cả anh em đó là nguồn đồng anh em nhé. Nguồn đồng để cho anh em yên tâm và tin tưởng để sử dụng, đánh bao căng và bền bỉ tới tất cả anh em rồi. Đấy, nguồn đồng luôn, sử dụng rất là chất. Đấy, rồi chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau. Có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ anh em nhé, số điện thoại bên dưới.